Chào mừng các bạn đến với kênh Sức Khỏe và Làm Đẹp. Các bạn thân mến, sinh lý yếu, khó cương hay mệt mỏi là nỗi lo của nhiều đấng mày râu. Nguyên nhân là do can khí hư, do đó cần phải bổ khí ích can huyết để cải thiện tình trạng này. Và sau đây mời các bạn cùng theo dõi 5 món ăn bài thuốc sau để sinh lý sung mãn, cương, nhu đúng lúc nhé. Món 1. Canh dưỡng sinh. Chuẩn bị: cà rốt 100g, củ cải 50g, nấm hương 20g, ngưu bàn tươi 20g. Gia vị. Cách thực hiện: tất cả nguyên liệu được sơ chế sạch sẽ, cắt khúc vừa ăn. Cho tất cả nguyên liệu trên vào nồi, đổ ngập nước, đun sôi nhỏ lửa khoảng 1 tiếng, có thể hầm bằng nồi sành hoặc thủy tinh, tuần ăn vài lần. Món 2. Gan lợn xào. Chuẩn bị: gan lợn non 100g, hành tây 50g, ớt chuông, rau mùi 12g. Gia vị. Cách thực hiện: gan mua về rửa sạch, sau đó đem ngâm với sữa tươi hoặc nước muối loãng khoảng 15 phút cho sạch. Vớt ra rửa lại nước, để ráo cắt lát mỏng ướp với xì dầu, hạt nêm, dầu hào cùng một ít dầu ăn khoảng 20 đến 30 phút. Làm nóng chảo cho phần trắng của hành lá vào phi thơm. Cho gan vào đảo sơ đến gần chín. Cho hành tây và ớt chuông vào đậy nắp lại khoảng 2 đến 3 phút đảo qua lại chi chín đều. Thêm hành lá đảo đều đến khi chín. Cho thêm tiêu và rau mùi rồi bày ra đĩa và thưởng thức. Món 3. Atiso hầm đuôi lợn. Chuẩn bị: bông atiso tươi 200g, đuôi lợn 50g. Gia vị. Cách thực hiện: chân giò rửa sạch, cho vào một nồi nước luộc qua, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh để khử mùi hôi. Sau đó cho chân giò vào nồi, cho nước và một củ hành tím sắc lát vào, hầm 2 đến 3 tiếng cho chân giò nhừ, nêm muối, tiêu vừa ăn. Hoa atiso rửa sạch, phần cuốn hoa tước vỏ, lấy phần lõi cắt khúc. Phần hoa cắt làm 4, cắt bỏ phần nhụy hoa. Sau khi chân giò mềm, cho atiso vào nấu khoảng 20 đến 30 phút là được. Nêm gia vị vừa ăn và bỏ hành, ngò vào. Món 4. Thịt bò xào cải xong. Chuẩn bị: thịt bò non 100g, cải xong 150g, một củ hành tây, gia vị. Cách thực hiện: thịt bò rửa sạch, thái mỏng, sau đó ướp với một chút gừng, tỏi, hạt nêm, một chút dầu ăn, dầu hào. Cải xong nhặt bỏ lá úa, rễ rồi rửa với nước, để ráo nước rồi cắt khúc. Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, cho 20g tỏi vào phi thơm ở lửa vừa. Khi tỏi đã vàng, cho phần bò vào xào trên lửa lớn đến khi hơi săn lại thì cho hành tây vào đảo đều, sau đó vớt ra đĩa. Sử dụng tiếp chảo lúc nãy, cho thêm một muỗng canh dầu ăn và lượng tỏi còn lại, phi thơm trên lửa vừa, rồi cho cải xong vào chảo, nêm nếm gia vị vừa ăn. Sau đó cho phần thịt bò lúc nãy vào đảo qua, rồi bắt ra. Món 5. Chạch kho củ cải. Nguyên liệu: cá chạch 100g, củ cải 50g, một nhĩ 20g, nghệ, hành củ và gia vị. Cách thực hiện: cá chạch làm sạch, củ cải gọt sạch vỏ. Một nhĩ ngâm nước nóng sau đó rửa sạch thái vừa ăn. Ướp cá 20 đến 30 phút với 2 muỗng nước mắm, nửa muỗng muối, 2 muỗng bột ngọt, 2 muỗng đường, 20g nghệ giã nhuyễn, một trái ớt cắt khúc. Cho nồi cá lên bếp xào cho cá săn lại với lửa vừa, cho nước vào xăm sấp mặt cá, cho thêm củ cải và một nhĩ vào nấu cho đến khi cá chín. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, hy vọng với những chia sẻ trên, các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức về sức khỏe. Chúc các bạn luôn khỏe và đẹp nhé!